Mời quý vị theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm mùng 10 ngày 11 tháng 4 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 cho tới 26 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 cho tới 29 độ, độ ẩm trung bình 85%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho tới 29 độ, độ ẩm trung bình là 85%.